Kính thưa quý vị, cậu bé khiếm thị trở thành thần đồng nhạc jazz ở Bolivia. Jose Andre Montano là một ngôi sao đang lên trong làng âm nhạc của Bolivia. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhạc jazz đầy hứa hẹn này không phải là một ngôi sao ca nhạc bình thường, đó chỉ là một cậu bé chỉ mới 9 tuổi và là một thần đồng âm nhạc bị khiếm thị. Khi mới 4 tuổi, Montano đã bắt đầu tập chơi trống và kế tiếp là chơi cả piano. Sau đó một năm, khi vừa tròn 5 tuổi, cậu bé này đã thành lập ra cả một nhóm nhạc jazz cùng với hai thành viên khác. Tài năng âm nhạc của Montano thậm chí còn xuất sắc hơn cả những đồng nghiệp lớn tuổi. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người ngạc nhiên và ngưỡng mộ Montano hơn cả là cậu vẫn có thể biểu diễn một cách hoàn hảo mặc dù đã bị khiếm thính từ khi còn nhỏ. Theo Montano cho biết, cậu đã từng được đi lưu diễn ở rất nhiều nơi, trong đó bao gồm Brazil, Lima, La Paz, Santa Cruz và Cochabamba, và đã trở nên nổi tiếng nhờ vào những chuyến đi này. Vào buổi hôm thứ Sáu vừa qua, Montano đã khiến rất nhiều khán giả phải bất ngờ với một màn biểu diễn tại Liên hoan phim nhạc jazz thường niên được tổ chức tại thủ đô Labs of Bolivia. Phát biểu trước sự tham dự chương trình, thần đồng âm nhạc 9 tuổi cho biết nhạc jazz là thứ khiến cho cậu có được cảm hứng và cậu rất yêu thể loại âm nhạc này. Tuy nhiên, ngoài năng khiếu nổi bật thì Montano còn sở hữu một gu âm nhạc mới lạ, không hề bị bó buộc bởi riêng thể loại nhạc jazz. Hiện nay, thần đồng âm nhạc này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng Bolivia và nhiều nơi khác trên thế giới. Những người mong muốn được nghe Montano biểu diễn. Cậu bé nói trên đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Totora, nằm cách 142 cây số về phía đông của Cochabamba.